Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định Washington vẫn sẵn sàng gặp Tehran, song không cứng nhắc về cách thức của các cuộc đàm phán. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Iran bác bỏ khả năng tổ chức cuộc gặp theo đề xuất Liên minh châu Âu-EU. Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nêu rõ Mỹ vẫn sẵn sàng tham gia vào tiến trình ngoại giao có ý nghĩa để đạt được mục tiêu là cả hai bên cùng quay trở lại tuân thủ thỏa thuận hạt nhân ký hồi năm 2015, hay còn gọi là kế hoạch hành động chung toàn diện. Cùng ngày, ông Wally Adamor, người được Tổng thống Biden đề cử vào vị trí Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ, khẳng định Iran sẽ chỉ được nới lỏng các biện pháp trừng phạt nếu Tehran quay trở lại tuân thủ các cam kết trong kế hoạch hành động chung toàn diện. Trong khi đó, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA cảnh báo không nên lấy việc thanh sát các cơ sở hạt nhân của Iran để mặc cả trong các cuộc đàm phán về tương lai của kế hoạch hành động chung toàn diện mà Iran đã ký với nhóm P5+1, đồng thời kêu gọi duy trì các cuộc thanh sát của IAEA. Không nên coi việc giám sát chương trình hạt nhân của Iran như là một lá bài cho ngoại giao, không nên đặt các cuộc thanh sát của IAEA lên bàn đàm phán, sẽ không thể đi tới một thỏa thuận khả thi giữa Iran và Mỹ nhằm cứu vãn kế hoạch hành động chung toàn diện nếu không có sự hiện diện mạnh mẽ của các thanh sát viên IAEA. Tổng giám đốc IAEA cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về số vật chất hạt nhân chưa khai báo của Iran, nhấn mạnh rằng sự hiện diện của rất nhiều hạt urani nhân tạo là dấu hiệu rõ ràng cho thấy vật liệu hạt nhân hoặc thiết bị bị phơi nhiễm hạt nhân đã hiện diện tại một địa điểm mà Iran chưa khai báo. Trong diễn biến mới nhất, Iran cho biết sẽ phản ứng mạnh mẽ nếu IAEA đưa ra bất kỳ nghị quyết nào chống lại nước này. Iran đã đình chỉ một số quyền kiểm tra của IAEA bắt đầu từ ngày 23 tháng 2, bao gồm cả việc kiểm tra nhanh các địa điểm hạt nhân bị nghi ngờ không được khai báo theo nghị định thư bổ sung về thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Iran tuyên bố các bước nới lỏng chỉ được thực hiện khi Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt Tehran và tái gia nhập thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Thưa quý vị, theo các số liệu nghiên cứu chính thức được thực hiện trong điều kiện thực tế ở Anh cho thấy, các vaccine của hãng Pfizer-BioNTech và AstraZeneca Oxford hiệu quả cao trong việc giảm lây nhiễm và giảm các triệu chứng nặng ở người cao tuổi. Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock cho biết đã có những đánh giá nghiêm túc và chặt chẽ về vaccine của Pfizer và AstraZeneca. Nghiên cứu được tiến hành dựa trên các số liệu thu thập từ tháng 1 cho thấy người trên 80 tuổi được tiêm liều đầu tiên của một trong hai loại vaccine này tránh được 80% nguy cơ nhập viện trong vòng 3 đến 4 tuần sau khi tiêm. Theo nghiên cứu, vaccine của Pfizer và BioNTech đạt hiệu quả bảo vệ từ 57 đến 61% sau liều đầu tiên, trong khi vaccine của AstraZeneca và Oxford đạt hiệu quả từ 60 đến 73%. Nghiên cứu trên được công bố trong bối cảnh Đức đang cân nhắc thay đổi quan điểm đối với vaccine của hãng AstraZeneca Oxford để cho phép tiêm cho người trên 65 tuổi. Trong khi đó, mới nhất, Pháp đã cho phép tiêm vaccine này cho những người trên 65 tuổi, kể cả những người mắc các vấn đề về sức khỏe. Tất cả các loại vaccine có sẵn ở Pháp như AstraZeneca, Pfizer và Moderna có hiệu quả được coi là ấn tượng và bảo vệ mọi người khỏi COVID-19 nghiêm trọng. Vì vậy, từ giờ trở đi, những người mắc bệnh đi kèm như tiểu đường, huyết áp cao, tiền sử bệnh ung thư đều có thể được tiêm chủng AstraZeneca không giới hạn độ tuổi, bao gồm cả những người 65-75 tuổi. Tại Anh, quốc gia này cũng đã tiêm một liều vaccine COVID-19 của Pfizer và AstraZeneca cho hơn 20 triệu người, chiếm khoảng 30% dân số, với những người lớn tuổi được ưu tiên. Bất chấp những tín hiệu tích cực về hiệu quả của vaccine COVID-19, cơ quan y tế Anh cho biết hiện vẫn chưa rõ liệu khi nào người dân Anh sớm trở lại cuộc sống bình thường mới. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA vào ngày 27 tháng 2 đã phê duyệt vaccine ngừa COVID-19 của Johnson & Johnson, trở thành quốc gia đầu tiên phê duyệt loại vaccine một liều này. Theo các chuyên gia y tế, việc có thêm một loại vaccine ngừa COVID-19 được cấp phép sẽ giúp nước Mỹ thay đổi cuộc chơi trong chiến dịch kiểm soát đại dịch. Loại vaccine một liều tiêm này do công ty con của Johnson & Johnson là Janssen BioNTech của Bỉ sản xuất. Vaccine của Johnson & Johnson không đòi hỏi phải bảo quản ở nhiệt độ lạnh sâu như vaccine của Moderna và Pfizer BioNTech, mà chỉ cần bảo quản trong tủ lạnh thông thường. Điều này sẽ giúp loại bỏ bớt những khó khăn trong quá trình phân phối, đặc biệt là ở các vùng xa xôi.
Loại vaccine này cũng chỉ cần tiêm một liều duy nhất, chứ không cần tới hai liều như nhiều loại vaccine ngừa COVID-19 khác. Việc chỉ cần tiêm một liều duy nhất có thể giúp gia tăng tỷ lệ số người được chủng ngừa ở Mỹ, và việc tăng số người được tiêm mỗi tuần sẽ là yếu tố quan trọng để ngăn chặn các đợt dịch bùng phát mới, đặc biệt là trong bối cảnh các biến thể của virus SARS-CoV-2 ngày càng trở nên dễ lây lan và lây lan nhanh hơn. Một phân tích của FDA cho thấy vaccine của Johnson & Johnson có hiệu quả 85% trong việc ngăn ngừa triệu chứng nặng của COVID-19 và hiệu quả 100% trong việc ngăn ngừa tử vong. Cả ba loại vaccine được phê duyệt đều thực sự tốt và mọi người nên chọn tiêm một trong số các loại vaccine này nếu chúng có sẵn nhiều nhất. Nếu đến một điểm tiêm chủng đã sẵn có vaccine Johnson & Johnson, tôi sẽ tiêm nó. Theo các quan chức y tế cộng đồng Mỹ, nước này đang ở trong một cuộc chạy đua với thời gian để tiêm chủng cho càng nhiều người càng tốt trước khi các biến thể khác có thể lây lan. Các nhà nghiên cứu đều đặc biệt lo ngại rằng virus có thể biến đổi theo cách cho phép nó trốn khỏi sự bảo vệ của vaccine, mặc dù hiện tại chưa có bằng chứng nào cho thấy điều này đã xảy ra. Trong bối cảnh vaccine được coi là chìa khóa giúp kiểm soát đại dịch và nguồn cung vaccine còn chưa dư giả, thì rõ ràng càng có nhiều lựa chọn càng tốt. Và việc cấp phép cho vaccine của Johnson & Johnson là một cột mốc quan trọng vì điều này sẽ giúp nới lỏng nút thắt cổ chai trong việc cung cấp và phân phối vaccine ngừa COVID-19 đang tác động tới việc triển khai vaccine trên khắp nước Mỹ. Ngay sau khi được cấp phép, ngày 1 tháng 3, 4 triệu liều vaccine Johnson & Johnson đã được chuyển đến các bang, 16 triệu liều khác dự kiến sẽ được chuyển đi trong tháng này. Diễn biến này được nhiều người dự đoán có thể sẽ giúp đảo chiều tình hình dịch bệnh hiện nay tại Mỹ bằng cách gia tăng tỷ lệ người được chủng ngừa. Bộ Y tế Philippines thông báo nước này đã ghi nhận 6 trường hợp đầu tiên mắc biến thể mới của virus SARS-CoV-2 phát hiện đầu tiên tại Nam Phi, làm dấy lên quan ngại các loại vaccine hiện nay có thể kém hiệu quả đối với biến thể mới này. Theo thông báo, trong những trường hợp trên, 3 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng và 2 trường hợp là người Philippines trở về từ nước ngoài. Lực lượng chức năng đang xác định nguồn lây của trường hợp còn lại. Philippines đã khởi động chiến dịch tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19 vào ngày 1 tháng 3, một ngày sau khi tiếp nhận lô vaccine đầu tiên từ công ty Sinovac của Trung Quốc. Chính phủ Philippines đặt mục tiêu tiêm chủng cho 70 triệu dân trong năm 2021 để đạt miễn dịch cộng đồng. Chiến dịch tiêm chủng bắt đầu với nhóm nhân viên y tế, người già và người nghèo. Tổng dân số Philippines là 110 triệu người. Hiện Philippines đang đàm phán để mua hơn 160 triệu liều vaccine từ các hãng dược phẩm trong năm 2021. Ngày 1 tháng 3, Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ đã thông qua đề cử của Tổng thống Mỹ Joe Biden đối với thẩm phán Tòa Phúc thẩm Liên bang Merrick Garland làm Bộ trưởng Tư pháp Mỹ. Kết quả thuận lợi tại Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ sẽ mở đường cho ông Merrick Garland trở thành Bộ trưởng Tư pháp. Theo kế hoạch, đề xuất này sẽ được Thượng viện Mỹ tiến hành bỏ phiếu trước khi đưa ra quyết định cuối cùng ngay trong tuần này. Trong phiên điều trần hồi tuần trước, ông Merrick Garland đã tuyên bố việc chống lại chủ nghĩa cực đoan trong nước sẽ là ưu tiên hàng đầu nếu được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tư pháp. Đồng thời, ứng viên Bộ trưởng Tư pháp cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm công lý bình đẳng cho người dân tộc thiểu số và người da màu.